Thưa quý vị, trong cuộc sống bận rộn, hối hả và có cả lo âu, hôm nay có lẽ ai trong chúng ta cũng vẫn muốn trong một ngày có được những giây phút, những khoảnh khắc nhẹ nhõm và bình an để có thể cân bằng cuộc sống. Tuy nhiên đó chỉ là ước muốn vì xung quanh còn quá nhiều suy nghĩ, lo âu và áp lực đặt lên mỗi người. Và an lạc trong từng bước chân, một cuốn sách nhiều ý nghĩa của Thiền sư Thích Nhất Hạnh với những câu chuyện gần gũi, thân thuộc, quanh ta có thể sẽ phần nào giúp cho độc giả tìm được sự thư thái và cân bằng trong tâm hồn. Cuốn sách này đặc biệt ý nghĩa với những người làm việc trong các lĩnh vực tâm lý. Và với MC Hương Giang, một cô gái khiếm thị nhưng đầy nghị lực vươn lên, thì đây chính là cuốn sách mang lại nhiều giá trị sâu sắc đối với cô. Một ngày tôi lang thang ở trên mạng thì tình cờ gặp tựa đề của một cuốn sách An lạc từng bước chân của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Lúc đấy thì tôi tự hỏi là từng bước chân, mỗi ngày ai cũng bước đi rất nhiều bước chân. Nếu như mà bước chân nào mình cũng được an lạc thì chắc hẳn đấy sẽ là một hạnh phúc lớn lao lắm. Vì thế nên là tôi thử đọc cái cuốn sách này và nó khiến tôi thay đổi rất nhiều con người bên trong của mình. Trong cuốn sách này có một ý mà Giang rất là thích, đó là hãy làm cái công việc mình đang làm hiện tại như thể đó là công việc quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Giả sử như khi mà chúng ta ôm một người thân, khi ta ôm họ nhưng mà trong đầu ta vẫn nghĩ tới việc là ngày mai chúng ta sẽ phải đi làm như thế nào, hôm nay đường về nhà tắc ra sao. Vậy thì có thực sự là chúng ta đang ôm người thân của mình bằng tất cả sự yêu thương hay không? Có đôi lúc cái tình thương mà chúng ta trao cho người thân của mình, nó chỉ đơn giản là một cái sự hiện diện ở ngay cái khoảnh khắc đấy. Chúng ta ôm họ bằng tất cả sự yêu thương, bằng tất cả cái sự chú tâm của mình. Vào những dịp Tết thì có lẽ là rửa bát sẽ là nỗi kinh hoàng của rất nhiều chị em phụ nữ. Có rất nhiều bạn trẻ chia sẻ với Giang là rất sợ phải về nhà, bởi vì cứ vào Tết là phải đối diện với một chồng bát khổng lồ. Thế nhưng mà nếu chúng ta không rửa bát một cách thụ động, mà chúng ta coi đó là một cách chánh niệm, chúng ta quan sát dòng nước chảy, chúng ta quan sát cái bọt rửa bát một cách chủ động, chúng ta hiện diện ở ngay khoảnh khắc đó, thì đấy cũng là một cách mà giúp cho mỗi người trở nên chánh niệm hơn, trở nên an lạc hơn. Là một nhà tâm lý thì tôi thường áp dụng những bài chánh niệm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh để hỗ trợ cho những thân chủ có rối loạn lo âu. Trong não bộ của con người, mỗi ngày có trung bình khoảng 50.000 suy nghĩ sẽ lướt qua. Chúng ta có thể lo lắng về tương lai, chúng ta có thể suy ngẫm về quá khứ, và hiếm khi chúng ta thực sự sống và vun đắp cho hiện tại. Trong cái cuốn An lạc từng bước chân của Thiền sư Thích Nhất Hạnh có rất nhiều những cái bài tập để giúp cho chúng ta quay trở lại sống ngay thời điểm này. Như khi chúng ta quan sát bầu trời, có những cái đám mây lững lờ trôi, vậy thì mỗi ngày những cái muộn phiền của chúng ta cũng như là những cái đám mây đó, chúng ta đặt những cái suy nghĩ của mình lên đám mây và nhìn nó trôi đi, như là nhìn những cái nỗi muộn phiền trong cuộc sống của mình trôi đi, chỉ để lại sự bình an, sự hạnh phúc ở bên trong mỗi người thôi. Cái cuốn sách này thì được chia ra là những cái bài viết rất là nhỏ, vậy thì mỗi người chỉ cần dành 5 phút vào buổi sáng để đọc một chương thôi. Tôi tin chắc rằng nó sẽ giúp cho ngày mới của chúng ta bắt đầu một cách bình an hơn, hạnh phúc hơn. Khi mà chúng ta bình an và hạnh phúc thì tôi tin rằng là cái nguồn năng lượng tích cực đó cũng sẽ lan tỏa tới cho tất cả mọi người xung quanh.